Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Phút lịch sử trong chiến dịch Bác Hồ trực tiếp ra trận. Nhìn lại lịch sử quân sự thế giới hiện đại, hiếm thấy vị nguyên thủ quốc gia nào trực tiếp đi chiến trường. Riêng Bác Hồ của chúng ta đã ra tận mặt trận, đi suốt chiến dịch biên giới năm 1950, cùng quân và dân ta tiến hành một chiến dịch lớn, giành thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử, tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. Âm mưu của Pháp. Với sự viện trợ của Mỹ, ngày 13 tháng 5 1949, Pháp thực hiện kế hoạch Revers với nội dung thiết lập hệ thống phòng ngự dày đặc trên đường số 4 Cao Bằng Đông Khê Thất Khê Na Sầm Lạng Sơn nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung, tách rời cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Thiết lập hành lang Đông Tây nối Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La nhằm tách rời căn cứ địa Việt Bắc với hậu phương. Bao vây cô lập làm cho Việt Bắc suy yếu, tổ chức tấn công, tiêu diệt căn cứ địa lần thứ hai, kết thúc chiến tranh. Pháp đã chấp nhận đánh lâu dài với ta. Chủ trương của ta. Tháng 6 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng quyết định mở chiến dịch biên giới, mang mật danh Chiến dịch Lê Hồng Phong 2 nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông con đường liên lạc giữa quốc tế và cách mạng Việt Nam, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, đẩy mạnh công cuộc kháng chiến. Đảng đã quyết định đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước mới nhằm làm phá sản kế hoạch Revers của Pháp, đập tan âm mưu tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc. Chiến dịch biên giới 1950 là chiến dịch đầu tiên cũng là chiến dịch Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên quân và dân chiến đấu. Đại tá Nguyễn Bội Dong, khi đó là cán bộ của văn phòng Tổng Chính ủy do ông Nguyễn Cơ Thạch làm tránh văn phòng, cùng với các ông Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Thượng, Võ Hồng Cương giúp Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thường vụ Trung ương Đảng chỉ đạo những mặt công tác chính trị về quân sự của cuộc kháng chiến. Ông Dong tham gia chiến dịch biên giới với chức trách là một phái viên của văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh. Ông được giao nhiệm vụ cùng các cán bộ tham mưu theo dõi, nghiên cứu tình hình tác chiến để làm báo cáo tổng hợp lên Bộ Chỉ huy chiến dịch và giúp truyền đạt những mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Chỉ huy chiến dịch cho các đơn vị. Nhiệm vụ thứ hai của ông là cùng một số cán bộ bảo vệ của Bác Hồ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc hành quân của Bác từ Thái Nguyên lên Cao Bằng và phục vụ Bác trong những lần đi xuống thăm các đơn vị tác chiến, cũng như khi Bác đến nói chuyện với các sĩ quan Pháp bị bắt làm tù binh ở khu vực phụ cận Thất Khê. Hạ tuần tháng 8 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường ra mặt trận cùng với Bộ Chỉ huy chiến dịch, trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Chia sẻ nhiệm vụ vừa là niềm vinh dự vừa là sự khó khăn, đó là bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ. Đại tá Dong nhớ lại khi đó, Bác đã hơn 60 tuổi đi từ Thái Nguyên lên Cao Bằng. Người ở lại Sở Chỉ huy chiến dịch một buổi rồi đến ngay một số khu vực khác để cùng các lãnh đạo chỉ huy chiến dịch, lãnh đạo địa phương xem xét tình hình, chỉ đạo tác chiến. Mỗi khi Bác cần đi xuống đơn vị nào, khu vực nào để tìm hiểu tình hình, những cán bộ như ông Dong phải chuẩn bị rất bí mật và thật trọn vẹn, cũng có lúc không dám nhờ đến sự giúp đỡ của các đơn vị đang tác chiến. Sáng sớm ngày 16 tháng 5 1950, tại đài quan sát chiến dịch ở đỉnh Ngườm Cuông, núi Báo Đông thuộc bản Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Bác đã chăm chú quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến trận Đông Khê. Tôi nhớ như in lúc đó, người trèo lên vị trí quan sát đã được chuẩn bị trước để có thể nhìn rõ được cứ điểm Đông Khê. Chúng tôi rất lo về sự an toàn, nhưng Bác đã nói: "Các đồng chí yên tâm, Bác từ Thái Nguyên lên đây còn đi được nữa là trèo lên một đoạn cao để có thể trực tiếp nhìn thấy cứ điểm Đông Khê." Vị trí quan sát lúc đó của Bác là ở trên cao chừng 10 mét. Đứng gần Bác là ông Dũng Mã, cán bộ trung đoàn thuộc văn phòng Tổng Chính ủy, vừa được điều xuống đơn vị chiến đấu. Còn ông Dong và hai cán bộ khác bảo vệ đứng ở dưới bảo đảm cho Bác được an toàn và thoải mái. Khi nhìn rõ lá cờ tam tài của địch ở vị trí Đông Khê, Bác đã nói: "Các chú phải hạ lá cờ đó xuống."
Trong khoảnh khắc người đang chăm chú theo dõi trận đánh bằng ống nhòm trên đỉnh núi Báo Đông, ông Vũ Năng An, nhiếp ảnh riêng của Bộ Tổng Tư lệnh, đã chụp được bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh quan sát mặt trận Đông Khê. Tấm ảnh rất nổi tiếng, ai đã xem dù chỉ một lần đều nhớ mãi. Sáng sớm hôm đó, quân ta bắt đầu nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê mở màn chiến dịch. Sau 54 giờ chiến đấu, sáng ngày 18 tháng 9, bộ đội ta chiếm toàn bộ cụm cứ điểm Đông Khê. Ngay sau khi chiến thắng Đông Khê, Bác Hồ và Bộ Chỉ huy chiến dịch nhận định có thể địch sẽ chiếm lại Đông Khê để đón quân ở Cao Bằng rút lui. Do vậy, ý đồ tác chiến của ta là nhử thú giữ vào trong để khép vòng lưới thép tiêu diệt chúng. Tiếp đó, ta truy kích và bắt gọn quân địch chạy từ Cao Bằng. Ngày 8 tháng 10 1950, quân ta tiêu diệt hai binh đoàn ứng cứu của Pháp. Sau 29 ngày chiến đấu ở vùng biên giới, từ 16 tháng 9 đến 14 tháng 10, ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 8.000 địch, tiêu diệt 10 tiểu đoàn, thu trên 3.000 tấn vũ khí và các phương tiện chiến tranh, giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng đến đỉnh Lập Lạng Sơn, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. Hình ảnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc không ngại khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chỉ đạo cuộc chiến đấu là nguồn động viên to lớn, làm nức lòng cán bộ chiến sĩ dân công. Trong những ngày truy kích địch, Bác Hồ cũng liên tục gửi nhiều thư động viên bộ đội. Khi chiến dịch kết thúc thắng lợi, Bác muốn đến trại tù binh nói chuyện với một số sĩ quan cao cấp của thực dân Pháp đang bị giam ở khu vực phụ cận với Thất Khê. Bác đến gặp và nói chuyện với Sắc Tông, tư lệnh đặc khu Cao Bằng đã bị bắt cùng cơ quan tham mưu của y tại Bản Ca trong chiều ngày 7 tháng 10 1950. Ông Song cùng hai cán bộ địch vận của Bộ Chỉ huy chiến dịch đi theo Bác đến chỗ giam Sắc Tông. Đến nơi, Bác không cho ai đi theo vào phòng giam. Mọi người rất lo vì không sợ không bảo đảm được an toàn cho Bác. Ông Phan Phác, tham mưu phó chiến dịch biên giới, khi đó đã trấn an ông Song rằng: "Các đồng chí yên tâm, tôi đã bảo đảm tuyệt đối an toàn để Bác có thể thong thả nói chuyện với Sắc Tông." Bác ở trong khu giam giữ nói chuyện với viên sĩ quan Pháp khoảng 30 phút rồi quay ra. Lúc ấy Bác bảo: "Chú nào thạo tiếng Pháp cho vào nói chuyện với Sắc Tông." Ông Song và hai cán bộ địch vận liền vào ngay. Thấy Sắc Tông đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, thái độ rất buồn và có vẻ đang trầm tư suy nghĩ. Ông Phan Phác chỉ Sắc Tông và nói với ông Song cùng hai cán bộ: "Từ lúc Bác nói chuyện xong, nó buồn lắm và cứ ngồi im không có nói gì cả." Khi đại tá Song nói với Sắc Tông bằng tiếng Pháp: "Anh ấy yên tâm, sẽ được hưởng đồ lương khoan hồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho về nước và được sống với gia đình của anh." Vị sĩ quan ngồi im, đầu hơi cúi xuống, độ 10 phút hắn chỉ nói một câu tiếp bằng tiếng Pháp: "Có thể chúng tôi sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh này." Nghe ông Phan Phác nói lại, khi Bác ra về, Sắc Tông đã nghiêm chào Bác theo lễ tiết của quân đội Pháp. Viên sĩ quan Pháp có hỏi ông Phan Phác rằng: "Ông già đó có phải là một lãnh đạo rất cao của Việt Minh không?" Ông Phan Phác nói với viên sĩ quan: "Tôi cũng không được rõ, chỉ biết ông là một lãnh đạo cao cấp địa phương này." Chia sẻ về ý nghĩa to lớn của chiến dịch biên giới, đại tá Nguyễn Bội Dông cho biết đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tiến công lớn thắng lợi, đánh vào một tuyến phòng thủ mạnh của địch. Chiến dịch đã làm phá sản kế hoạch Giơ Vè, khiến ý chí xâm lược của thực dân Pháp bị lung lay. Đường giao thông quốc tế nối liền Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa sau 5 năm bị đế quốc bao vây được nối lại. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố, đường liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ và lên khu 4 được thông suốt. Sau khi chiến dịch biên giới kết thúc, Bác Hồ đã trực tiếp đi thăm chiến trường Đông Khê Thất Khê, người thăm hỏi và động viên các thương binh, các đơn vị tham gia chiến dịch, thăm dân công, gửi thư cảm ơn và khen ngợi đồng bào Cao Bắc Lạng. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ
bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.